Là cái hôm 23 tháng 8 vừa rồi là nghe là được tiền Covid ấy, là xuống xã thì là hôm đầu tiên là chị xuống xã là không có danh sách đâu, cách được 2 hôm là chị xuống thì chị cũng không không biết, nhưng mà đây có chú bác đây, hôm đấy là chú ấy là xuống là xem có danh sách của chị là có tiền hết, nhưng mà mấy ông là rục xuống dọn rác hết. Nói chung là nhiều lắm, mấy chục nhà cơ chứ không riêng nhà chị. Giờ chị nên hỏi mấy ông là kêu có danh sách mà chị xuống hẳn cái xã là bưu điện ở trên huyện người phát tiền ấy. Là hôm đấy cũng chị có nộp cái hộ nghèo của chị này, cái hộ khẩu lên là lấy tiền, nhưng mà mấy ông kiểm tra trong máy tính của chị là trên huyện là không có tiền, thế nên kêu là chị về xã đòi lại công bằng bổ sung lại để lấy ấy. Nhưng mà giờ xuống xã rồi hỏi ông Tuấn thì ông Tuấn kêu là chị cái này không biết, thế về hỏi thôn thì bảo chị. Giờ chị chỉ mong muốn làm sao lại trên, nói chung là trên tỉnh hay là trên huyện để xét lại tất cả những cái hộ như nhà chị đây, mà nhà chị không có một cái gì hết, đất đai thì mượn ở này, ruộng thì không có này, nói chung là không có miếng đất làm ăn luôn ấy, mà các hết của nhà chị không có diện thuộc diện gì hết, mà chị thắc mắc tại vì đó chị mong trên huyện trên tỉnh giải quyết cho chị vấn đề này. Chị đi đến có đến nhà ông Tuấn, thế chị mới bảo này anh Tuấn ơi, tại sao nhà em nghèo khổ thế này mà anh lại không dò sát lại cho em cái hộ nghèo, thì chồng suốt ngày ốm đau nhà chẳng có cái gì cả. Thế ông kêu là cái này là do thôn làm thôi, thế chị bảo là do thôn thì phải từ thôn đưa lên thì mới đến các anh, chứ các anh phải làm cho nó công bằng. Chị có nói vậy, thế ông kêu là bây giờ anh cũng làm công bằng thật, nhưng mà bây giờ đừng có nói nhiều. Ông bảo vậy, thế chị bảo là sao lại không nói nhiều, anh không tin, anh cứ lên trên nhà em xem cái nhà em như thế nào, với chồng em ốm đau suốt ngày. Chị có bảo vậy, thế ông kêu là thế bây giờ nếu mà được tiền thì nhận, mà không được thì vui vẻ để sang năm anh làm cái hộ nghèo cho.